giải cá nhân, giải vua phá lưới thuộc về cầu thủ Đào Duy Thành của đội bóng Di Mao Sen. Xin được mời ông Nguyễn Hồng Hải lên trao giải cho cầu thủ Duy Thành. Ông Nguyễn Hồng Hải đại diện cho đơn vị bóng đá sức khỏe.vn. Giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về vùng biên cánh của FC Tuấn Nghĩa. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cường, đại diện cho công ty xi măng Sài Sơn, trao giải cho cầu thủ biên cánh. Giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Hoàng Quang Hưng của ông Nguyễn Văn Cường, đại diện cho đơn vị tài trợ chính xi măng Sài Sơn, ông Nguyễn Thị Hải, bóng đá sân 7, lên vị trí bàn danh dự để trao huy chương cho các đội bóng. Xi măng Sài Sơn, xin mời thành viên đội bóng xi măng Sài Sơn lên bàn danh dự nhận huy chương và giải thưởng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Hải sẽ lên trao giải nhì cho đội bóng xi măng Sài Sơn. Xin mời đội bóng Sài Sơn ạ. Go! sân gồm huy chương, cờ và cúp sẽ thuộc về đội bóng quê lúa. Xin kính mời thành viên đội bóng quê lúa trên bàn đến từ nhận huy chương này về thưởng. Xin trân trọng giới thiệu ông Lương Thái Sơn, trưởng ban tổ chức lên trao cúp và huy chương cũng như là cờ cho đội bóng quê lúa.